Rồi, sau khi bổ được cần nẹo ấy, thì mình sẽ tiến hành cho vào máy ép để ép ra nước, cho những cả quả chín và quả ương vào thì nó sẽ ngon hơn. Như hôm trước có bạn hỏi bảo là ôi mưa thế này thì làm sao mà nó ngọt được. Đây, không ngọt thì trả lại tôi, thì tôi ép tôi uống. Rồi, bật máy. Đã làm thì phải làm sạch và ngon. Đấy, ép một bên nó sẽ ra nước này, và một bên sẽ ra vã. Và lát nữa mọi người sẽ theo dõi thì mình sẽ xem là một đống ổi to như này thì được bao nhiêu nước ép này nhá. Đây, sau khi đầy rồi mình sẽ phải cho ra ngoài, hớt cái bọt này ra. Đấy, cho bọt ra ngoài, xong rồi đóng vào chai hoặc là uống trực tiếp đều được nhá mọi người nhá. Khi mà hớt được bọt ra thì uống nó cũng không bị đầy hơi. Chai nước này gọi là chai nước nguyên chất đấy nha mọi người nhá. Đấy, sau khi ấy xong mình sẽ đổ vào chai. Đấy, có những quả chín thì nó sẽ ra những các cái bột, ai mà uống được nó sẽ rất là béo ngậy. Đây, một cái này thì được hơn một chai một tí. Đây, để nắp vào nha. Cái này nếu mà không uống luôn thì cho trong ngăn mát. Đây, cái đống ổi gần hết rồi, mới được ổi thứ hai. Gần 10 cái cân ổi mà vẫn chưa được đầy ba cái ổi này nhá. Đây, vỏ đây. Đấy, đổ này. Ui giời. Đấy, gần 10 cân ổi, gần được 3 cái ổi này. Đây, và được 4 chai thôi nha mọi người nha. Đây, công sức hì hục từ sáng đến giờ được mấy cái chai nước này đây. Đấy. Đấy, con uống đi. Đây của con. Đây của anh Chen đây, con uống đi. Uống xem có ngon không? Sợ bà không uống hết nước ổi lên để cho con uống không? Bà không uống hết thì cho con uống. Thì bây giờ bố làm cho các con uống này. Tất cả mọi cố gắng đều là vì các con đấy. Này, con uống đi. Ngon. Ngon à? Rồi, tặng cho một like. Đấy. Ok, các con uống ngon nhá.